Phương pháp mà chế định ra nó hình thức nó khác nhau, nhưng mà cũng là nhắc nhở mình, giống như ngài Ajahn Mun cũng là đọc chữ Buddha, Buddha, Buddha để mà nhắc nhở, rồi là những hòa thượng Giới Đức thì để hơi thở, rồi còn quẹt cái bốc đùi bốc vệ để cho nhớ nhắc nhở mình nó ở trong cái kiến thức, rồi không là mình bị chìm lần rồi nó vọng tưởng nó dắt đi.
Xa thiền niệm về bên trái, niệm về bên phải, ai lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, rồi xoay đầu. Xoay ngược lại, đồng hai vai, ngược lại. Vặn người qua bên trái, vặn người qua bên phải, vặn người qua bên trái, vặn người qua bên phải, đưa lên khỏi đầu. Người hạ xuống, đưa lên khỏi đầu. Xuống, xoay cổ tay, rồi mà xa bàn tay. Chào mặt.
ra gặp Trưng Lợi bọc 10 ngụm trứng. Rồi mát xa màng chân. Mát xa cái huyệt dọc tuyền đó, nó nằm mà 1/3 kể từ 7 ngón chân. Rồi duỗi chân ra xoay cổ chân xoay ngược rồi xoay xuôi để khớp xương mắc cả nó giải tỏa. Xương đầu gối nó đã thông mà máu chảy vì tim dễ dàng hơn. Xả thiền từ đầu cho đến chân, buổi thực tập với chúng ta đến đây là viên mãn. Cầu chúc mọi người một ngày an lành, một đêm an lành, chúng sanh an lạc, bình dịch chống qua. Cầu nguyện cho những đàn dân có siêu thoát rồi và con tránh được cái nạn dịch. Xa thù xa. Dạ con cảm ơn chủ, cảm ơn cả nhà đã cho phép con tối đây quay cái video. Con cũng xin phép được chia sẻ, up lên YouTube để chia sẻ cho nhiều người. Để mà lan tỏa cái tinh thần thiền, an lạc. Con cảm ơn chủ với cả nhà. Thưa chủ, tuy là con chưa học được nhiều, tâm bận rộn nó cũng chưa học được nhiều, nhưng mà thầy cũng thay đổi được nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Dạ. Chúc chủ một ngày an lành, chúc cả nhà ngủ ngon.